Mẹ con mất đó. Ở nhà ngoài ngoại. Đừng có làm cho ngoại buồn giống mẹ. Mẹ nói là mẹ không có muốn đi bệnh viện, mẹ muốn ở nhà với ngoại giúp em. Mẹ đi bệnh viện mẹ sợ mẹ không được thấy mặt ngoại với con. Mẹ nói mẹ biết sức khỏe của mẹ ra sao nên mẹ không đi. Nhưng mà bây giờ em muốn đi em cũng không biết đưa mẹ đi bằng cách nào. Mẹ có tâm sự với My không? Mẹ tâm sự với em không? Dạ mẹ nói cũng không có được nhiều cho nên là ít tâm sự lắm, nhưng mà em có nói chuyện với mẹ mà mẹ ít trả lời lại lắm, tại nói nhiều bị mệt á. Cho nên là cũng không nói nhiều. Em có nói là mẹ gắng khỏe để nữa lên trển đi làm lại với con. Mẹ cũng gật đầu với nó chứ không nói gì hết á. Hồi lúc trước á là đi làm ở ngoài đó, em với My ai là người thân với mẹ nhất? Chị Hai. Em thì đó giờ cũng ít ở với mẹ lắm, nhưng mà từ lúc mà mẹ bệnh á là em bắt đầu đi lên làm để nuôi mẹ rồi. Lúc đó mới tiếp xúc với mẹ nhiều, chứ trước giờ mẹ đi làm trên chảnh nuôi em á, em với này đi học chứ không có ở bên mẹ. Rồi cái từ lúc mà mẹ bệnh á em mới đi lên chảnh thôi, chứ đó giờ mẹ ở chị Hai là nhiều. Rồi hôm bữa giờ anh đăng tải nội dung này lên rồi có bà con gì ở trên đó hay hoặc là có công ty gì trên đó, người ta có biết được tình hình của mẹ không? Dạ có mấy gì cũng coi, gọi với có mấy người làm chung công ty với em cũng coi, nói là nhìn mà đứt ruột đứt gan cũng không biết làm sao. Cũng có mấy người ta cầu nguyện cho mẹ, bảo là mong mẹ khỏe bệnh, nếu mà không hết đó thì mong mẹ cũng ra đi cho nó không có đau đớn. Có nhiều người ta nói là nhìn mẹ không có qua khỏi, em biết nhưng mà gán kiệm á chứ lúc đó lại cũng khóc luôn á, ai nói gì cũng khóc luôn á. Chị, bà ơi, chị kêu kìa. Chị kêu bà ngoại kìa. Chưa, để ngoại nói chuyện. Kêu mấy cô lời đồng đạo là ngày mai đọc cho con nữa nha mẹ. Dạ, Nguyễn Hiếu xin kính chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Mình đang xem cái đường live này. Và trước khi cô chú anh chị mình xem để biết được nội dung câu chuyện thì cô chú anh chị mình cho Hiếu một cái sự chia sẻ ha cô chú anh chị. Chia sẻ cho bà con khắp nơi có thể xem được. Thì hôm nay cả nhà mình thấy bé My mặc cái áo này là cả nhà cũng tương đối hiểu rồi. Thì tình hình của mẹ sao em có thể nói với khán giả cho khán giả biết được không? Sao tình hình của mẹ sao rồi? Mẹ giờ yếu lắm rồi. Không uống sữa được mà cũng không ăn được. Hai bữa rồi mẹ bỏ sữa bỏ ăn luôn. Mẹ cứ kêu là ngồi niệm Phật cho mẹ suốt vậy. Rồi mẹ nói với em gì? Dạ. Mẹ bữa đó mẹ nói với em chứ gì? Dù gì mà cầu nguyện cho mẹ. Mẹ sáng nói là kêu ngoại là đi kêu đồng đạo lại cầu an cho mẹ đi để mẹ còn đi được nhẹ nhàng. Thôi là mẹ không đi được, mẹ nói vậy á, nên là ngoại em mới đi nhờ người đồng đạo lại cầu an từ sáng giờ sớm giờ. Sao hôm bữa anh lúc đó là anh có mặt ở đây thì mẹ anh thấy mẹ khỏe lắm mà. Em cũng có biết đâu. Rồi hôm bữa có cho uống thuốc nữa không? Vẫn cho bình thường. Còn hôm qua nay là mẹ không có ăn gì nên em đâu có dám cho đâu. Mẹ nói là bây giờ cầu an cho mẹ đi, mẹ qua không khỏi đâu hả? Dạ. Rồi bây giờ là trước khi mà vào thì bây giờ hỏi là em của em về tới rồi phải không? Dạ. Đang cầu an trong đó hả? Dạ. Thôi bây giờ Hiếu mời cô chú anh chị mình cùng theo để mà mình tiến vào bên trong mình coi cái tình hình của cầu an, rồi kể cả việc mà mẹ của bé My nữa, tình hình sao hả cả nhà? Đi. Tại mình nói Hiếu rất là ngạc nhiên cả nhà. Thì bữa có nói là mẹ khỏe rồi, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay thì
trước để mà cầu an. Bây giờ Hiếu sẽ quay cho cô chú anh chị người coi. Mi là ngày càng trầm trọng hơn cả nhà. Mình cũng ngạc nhiên là sao hôm trước á, nãy Hiếu là xíu nữa là xong rồi, rồi cưng cứ vượt qua. Không sao, không sao. Chờ đợi một lát đi nha, tại vì cổ cũng mệt quá, tội nghiệp cổ. Đặng niệm cho cổ khỏe. Hiểu không? Bây giờ cưng chờ đợi một lát đi, chút xíu sao, là xong. Không sao, không sao. Vậy đi. Trời, tội nghiệp quá. Để cho cưng biết, để thôi bỏ. Tội nghiệp cũng không tiền, không bạc nữa, cũng khổ nữa, giúp đỡ giùm đi. Có thể tôi thấy bà nói cái hoàn cảnh thấy cô tuổi quá à. Bây giờ cái vụ về mà tiền bạc thì con không có lo, mà con sợ có tiền mà làm được thôi. Tại vì hiện tại bây giờ á, con nói con nghe này, hiện tại bây giờ con có thể có kinh phí đó, nhưng mà sợ chịu nổi để mà lên ca phẫu thuật hay không, hay hoặc là chịu nổi để mà đi bệnh viện hay không thôi. Mà tại thấy cổ cũng quá mệt rồi, nên thử mới kêu đồng đạo cổ nói nghe. Cái cổ người bệnh đó nói kêu mẹ coi người nào mà niệm Phật đó, niệm giùm đi chứ mệt vậy đó. Rồi đằng này đồng đạo mình cũng mới hay mới lợi thôi, đồng đạo mình mới hay thôi chứ không dài là không có hay. Bởi vì con quay cái chương trình xong rồi là bà con nó có thể là có tiền phẫu thuật đó, nhưng mà hỏi là bây giờ có chịu đi hay không, thứ nhất. Thứ hai nữa là sợ chịu nổi hay không. Sợ có sức khỏe đó thì bây nghĩ giờ là sẽ mất trên vòng mũi. Biết sao không, bởi vì chị thấy tương lại đây rồi, nhưng mà bỏ về thì cũng tội nghiệp cho người nhà, để chờ đợi chị một chút đi, chút xíu thì không sao. Dạ con ở ngoài kia cho Thành ngoài này.
bên gì YouTube tên gì? Con là Nguyễn Hiếu Thiện Nguyện. Nguyễn Hiếu Thiện Nguyện. Tại vì cũng như trong cái nhóm này là mượn người khác rồi cũng đạo à. Dạ. Ở trên trung ương người ta không chịu. Dạ. Cũng như cái nhóm mình niệm thì kết quả, ví dụ mình tối là mình niệm, ví dụ mình đứt đất thì giảm sanh. Dạ. Cho nên mình không có muốn rồi cái chỗ khác. Dạ không. Con chỉ qua chương trình thiện nguyện thôi, để giúp bà con thôi, mà hôm nay không gặp thì con cũng nghe rồi câu chuyện là người bệnh kêu nhờ cô chú mình ở đây phụ này gì đó. Dạ. À, kính thưa quý bà con thân mến, thì cô chú sợ Hiếu thấy cái cô chú niệm Phật gì đó là sợ về, nên là cô chú ra cô chú kêu giữ lại để mà quay chương trình cho nó xong. Thì hôm bữa giờ anh đăng tải nội dung em có xem được không? Dạ có. Em là sao với lại cô bệnh trong đó, em nói cho khán giả ta biết. Dạ em là con thứ út của. Dạ. Vậy là trong gia đình em có bao nhiêu người? Dạ nhà em có ba mẹ con à, với lại có cha nhưng mà cha em mất rồi. Giờ còn có ba mẹ con à, là em chỉ hai với mẹ thôi. Kính thưa quý bà con thân mến, thì hôm bữa là cô bé này nè, là cả nhà mình hỏi là em đâu và em bao nhiêu tuổi mà sao đi làm công ty được. Thì em bây giờ em nói cho khán giả biết em bao nhiêu tuổi và em làm cho công ty nào ở đâu. Dạ em 14 tuổi, làm công ty gỗ trên Tân Nguyên Bình Dương á. Tân Nguyên Bình Dương. Dạ. Mà khán giả người ta nói tại sao còn nhỏ tuổi mà em đi làm được. Công ty nhầm chỗ, công ty người ta dễ á, với lại em có làm hồ sơ giả, nâng tuổi mình lên. Thêm phần là công ty người ta cũng cần người nhiều, người thêm, người gấp á. Cho nên là người ta nhìn ngoại hình chứ không có nhìn tuổi tác gì hết á. Kiểu thấy to, lớn con là nhận à. Chính ra nhìn bé nó cũng muốn bự hơn chị ha. Dạ. Bây giờ cái tình hình của mẹ tại sao bữa anh không thấy mà bữa nay về đây? Tại nghe chị hai điện về bảo là mẹ nói là nhớ em quá, muốn gặp em lắm. Rồi nhầm lúc là muốn gặp mẹ lần cuối á, cho nên là em về. Về bữa thứ sáu buổi trưa là tới. Thứ sáu à, vậy là hôm bữa anh đi về rồi khoảng ngày ngày đó em về, có về đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi em về vậy là cái công việc ở ngoài thì sao? Em có nói với cấp trên. Em có nói với cấp trên là em thôi việc. Là nữa. Thôi việc luôn hả? Dạ. Tại về đây chắc là thời gian dài, em nghĩ là chắc thời gian dài cũng không xác định được, cho nên là em thôi việc luôn, nữa có gì lên chỉnh làm lại. Bây giờ là nói chung là bỏ việc hết rồi, hai chị em là về lo cho mẹ. Mà em cho anh hỏi, bây giờ em biết cái tình hình của mẹ không? Dạ biết. Giờ em thấy mẹ tệ mà yếu lắm, kiểu càng ngày càng xuống chứ không có lùi được cái gì hết. Nói chung là tệ lắm. Em có suy nghĩ gì tính được cái đường khác không? Là sao? Thì bây giờ tình hình của mẹ gì, em có cái ý kiến gì không? Có muốn thay đổi gì không hay là cứ như vậy? Cứ như vậy thôi, em cũng không biết nghĩ gì giờ nữa. Chỉ biết cầu nguyện cho mẹ thôi chứ bây giờ không biết làm gì cho mẹ đỡ hơn nữa. Chỉ biết ngày nào cũng niệm Phật với cầu nguyện cho mẹ à. Còn chị hai? Chị hai thì sao? Chị hai thì sao? Em chắc cũng vậy thôi, chỉ biết cầu nguyện gia sinh chứ không biết làm. Cái hôm mà em về á, mẹ mừng không? Mẹ mừng lắm, khóc luôn mà. Gặp em cái mẹ mừng lắm, mẹ khóc luôn. Anh nói để anh qua, anh hỏi là em về chưa, nhưng mà anh điện cho My thì My nói là em về rồi. Anh nghĩ bây giờ cái tình hình của mẹ bây giờ là bỏ ăn 2 ngày phải không My? Chút sữa cũng không vô nữa rồi. Nhưng mà mẹ vẫn biết hai em với lại My hả? Dạ. Còn nãy giờ anh không thấy bà đâu à? Bà ngồi ở trong hả? Dạ. Cầu nguyện bao lâu rồi My? Nửa tiếng rồi anh. Nửa tiếng, một tiếng rồi. Vậy là bây giờ là mình cầu nguyện gì là bao nhiêu ngày? Ta nói là tầm 3 ngày. 3 ngày. Hiếu muốn quay cho cô chú anh chị mình coi cái hình ảnh của mẹ của Emmy. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang ở trong đó, mọi người đang cầu nguyện
nên là mình tạm thời là mình chưa có vô được. Bây giờ anh nói như thế này, hôm bữa anh đăng tải nội dung lên á, có một người chú ở bên Pháp á, nói là bây giờ có thể là hỗ trợ cho em 10 mấy 20 triệu vẫn được, nếu như mà, nhưng mà chú nói á, cái vết thương của mẹ như vậy là có thể là phẫu thuật được, nhưng mà đây là lời nói của chú thôi, chứ mình cũng về bên cái khoa học thì y khoa thì mình không có rành. Nhưng mà nếu được thì chú hỗ trợ cho mẹ em một số tiền cũng khá để mà có thể phẫu thuật. Mi tính sao? Em cũng muốn đó, nhưng mà anh thấy tình trạng của mẹ không, em nghĩ chắc không đủ sức khỏe đâu. Thật sự mẹ bây giờ chỉ còn có 10% hơi thở thôi đó, không có còn như bữa hổm nữa. Rồi mấy ngày vừa qua mẹ có nói gì với em không? Có. Mẹ nói sao? Mẹ mới nói mẹ giận hai đứa ở nhà, mẹ có mất đó, ở nhà nghe lời ngoại, đừng có làm cho ngoại buồn giống mẹ. Mẹ nói là mẹ không có muốn đi bệnh viện, mẹ muốn ở nhà với ngoại với em. Mẹ đi bệnh viện mẹ sợ mẹ không được thấy mặt ngoại với con. Mẹ nói mẹ biết sức khỏe của mẹ ra sao nên mẹ không đi. Nhưng mà bây giờ em muốn đi em cũng không biết đưa mẹ đi bằng cách nào. Mẹ có tâm sự với My không? Mẹ tâm sự với em không? Dạ mẹ nói cũng không có được nhiều cho nên là ít tâm sự lắm, nhưng mà em có nói chuyện với mẹ mà mẹ ít trả lời lại lắm, tại nói nhiều bị mệt á. Cho nên là cũng không nói nhiều. Em có nói là mẹ gắng khỏe để nữa lên trển đi làm lại với con. Mẹ cũng gật đầu với nó chứ không nói gì hết á. Hồi lúc trước á là đi làm ở ngoài đó, em với My ai là người thân với mẹ nhất? Chị Hai. Em thì đó giờ cũng ít ở với mẹ lắm, nhưng mà từ lúc mà mẹ bệnh á là em bắt đầu đi lên làm để nuôi mẹ rồi. Lúc đó mới tiếp xúc với mẹ nhiều, chứ trước giờ mẹ đi làm trên chẩn nuôi em á, em với này đi học chứ không có ở bên mẹ. Rồi cái từ lúc mà mẹ bệnh á em mới đi lên chẩn thôi, chứ đó giờ mẹ ở chị Hai là nhiều. Rồi hôm bữa giờ anh đăng tải nội dung này lên rồi có bà con gì ở trên đó hay hoặc là có công ty gì trên đó, người ta có biết được tình hình của mẹ không? Dạ có mấy gì cũng coi, gọi với có mấy người làm chung công ty với em cũng coi, nói là nhìn mà đứt ruột đứt gan không biết làm sao. Cũng có mấy người ta cầu nguyện cho mẹ, bảo là mong mẹ khỏe bệnh, nếu mà không hết đó thì mong mẹ cũng ra đi cho nó không có đau đớn. Có nhiều người ta nói là nhìn mẹ không có qua khỏi, em biết nhưng mà gán kiệm á chứ, lúc đó lại cũng khóc luôn á, ai nói gì cũng khóc luôn á. Cái ngày mà hôm mà chị nói là chị khỏe, cái lúc đó là chị nói nhiều lắm. Cái lúc mà anh quay cái video mà gần nhất á, em có xem không? Em thấy mẹ nói chuyện nhiều em mừng không? Đó, tưởng là mẹ ổn rồi nhưng mà lúc đó là tưởng đâu là thấy mẹ khỏe em mừng dữ lắm luôn. Tại đó giờ chưa thấy mẹ nói chuyện nhiều mà được cười như vậy, được cười tươi dữ luôn. Vậy là cũng lâu rồi, mẹ nằm cũng lâu rồi ha? Lâu. Thì cái lúc mà mẹ của My nói nhiều ở cả nhà là lúc đó cũng hiếu cũng mừng lắm. Tại vì mình cũng nói công nhận cái thuốc nó hay, để cho trong thời gian ngắn thôi là mẹ với My nói chuyện lại được rất là nhiều. Và mình nghĩ là chắc có lẽ là mẹ với My nay mai cũng sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi lại đây thì mình thấy bà con đây cầu nguyện là tình hình của mẹ của bé My nó khá là nghiêm trọng luôn. Và giờ đang rất là mệt ở bên trong đó cô chú anh chị. Thì đôi ba phút nữa là Hiếu sẽ
đi vô trong đó rồi xem cái tình hình của mẹ sao. Bữa nay em thấy cái vết thương của mẹ sao Mi? Vẫn vậy. Mẹ này có thở thở nhiều hơn ha? Không. Anh thấy mẹ mày gên nhiều. Bữa nay mẹ thở ít. Ít là ngắn lại. Thở ngắn lại. Bữa nay mẹ đỡ lên đỡ xuống nổi không? Mẹ đâu có lật lên lật xuống ở đâu, chỉ nằm vậy không? Nhiều. Nhưng mà bữa nay mặt mày sưng nhiều lắm, cái mỏ sưng nhiều lắm luôn. Nhiều. Trời ơi trời. Rồi em gom đồ đạc về đây hết chưa? Dạ rồi, đem đồ hết về đây. Vậy là dọn trọ trả luôn hả? Dạ chưa, trọ thì vẫn để. Bây giờ là Hiếu sẽ ốp máy chút xíu. Hiếu đợi bà con cô chú anh chị mình ở ngoài đây cầu nguyện xong là Hiếu sẽ vô đó cho khán giả mình cùng xem. Cô chú anh chị mình đợi Hiếu nha coi nha. Nên là máu nó dồn xuống nào, máu nó dồn xuống mặt. Đâu có liên quan gì đâu. Anh sợ là nó bị dần dần nó ăn ở trong ra, rồi nó bị chuyển thúi dần dần ở trong ra, nó cũng bị vậy. Chứ ví dụ hàng ngày thì đôi khi em nằm vậy rồi em ngồi vậy nó mấy thôi chứ đâu có đến nỗi. Em biết sao, em cũng lần đầu tiên em thấy luôn. Em nghe mấy cô chú điện hỏi thăm rồi cũng nói là lần đầu tiên thấy căn bệnh của mẹ vậy luôn. Tức là người ta cũng bị nhưng mà người ta đâu có sưng cái mình. Đâu có sưng vậy. Thì hồi đó Hiếu cũng thấy rất là nhiều mà kiểu như là bị vậy thôi thì nó càng ngày nó thúi, nó mất dần cái bộ phận này thôi, rồi tự nó ra mũ là thôi à. Chứ đâu có chuyện mà sưng từ ở trên mà xuống dưới đâu, bên này sưng cái mặt quá trời luôn. Thường lắm, cái miệng là đụng tới lỗ mũi luôn á. Đây, Hiếu dẫn cô chú anh chị mình đi vô chỗ này. Hả? Con mà. Vô. Cầm chắp tay lên trán thành tâm nguyện hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Biết em không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chị ngước lên chị nhìn em được không? Ngước nổi không? Nam mô Phật Tổ Phật. Ngước nhìn em nè. Nay chúng con đồng con này chèn hả chị? Hồi hương công đức niệm Phật và lễ Phật hôm nay để hồi hương cho đồng đạo. Trời ơi. Nguyễn Thị Thanh Tiền 48 tuổi đang lâm tâm bệnh. Kính nhờ ơn trên Đức Phật, Đức Thầy và chư vị thánh thần từ bi gia hộ độ cho bệnh nhân, nghiệp bệnh thân tiêu tan. Thân tâm thường an lạc để định tâm niệm Phật cầu nhận sanh cho linh thiêng. Mạng kiếp hồng trần sanh lạc quá thường tâm niệm Phật đã kiên lành. Và chúng con cũng xin nguyện em công đức niệm Phật và lễ Phật này để hồi hướng cầu siêu cho phụ quyền, khắc tổ, ông bà, cha mẹ, qua dạng nội ngoại hai bên. Thì xin hồi hướng cầu siêu cho tất cả chư vong linh đã quán thân giai dục là những nạn nhân mà nhiều đời nhiều kiếp hoặc hiện kiếp của đồng đạo cô nguyện Thị Thanh Tịnh 48 tuổi sư kia nhị mê lòng đã sát hại. Cung thỉnh tất cả chư vong linh có tham gia niệm Phật hôm nay nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ cho tất cả vong linh được con trốn thế độ giảm sanh niệm cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời chư quý vị đảnh lễ Đức Phật bốn lạy. Chí tâm đảnh lễ. Chị ngước lên chị uống miếng sữa nha. Ủa, nhưng mà nó không uống được sức khỏe đâu mà có. Em nhấp thử miếng được không? Hả? Nghẹt hả? Mà đói bụng không? Đói bụng mà bây giờ ăn không được, uống không được. Đó, cô bác, cô chú anh chị mình đứng đây để mà cầu nguyện đó. Để mà cầu nguyện cho cô an cho chị.
hướng dẫn ngôi chủ quyền các tổ cuối đầu trình lễ sáng ba sáng. Hướng dẫn văn tam bảo như chân dung đức Phật đức thầy sáng ba sáng thiên mạng nam mô Di Đà Phật, nam mô Đại Trí Bồ Tát, nam mô Quan Thế Bồ Tát, nam mô Di Đà Phật. Hàng buổi cầu an một lần ba lượt, buổi niệm Phật buổi cầu an một lần ba lượt đã thành thiên mạng. Trở lại bằng nghi thức kết thúc nam mô Di Đà Phật. Đó, mấy cô mấy chú là cũng chuẩn bị xong. Ngoại ơi. Chị, bà ơi. Ngoại. Chị kêu kìa. Chị kêu bà ngoại kìa. Chưa để ngoại nói chuyện. Với cô đồng đạo. Ngồi vô gặp cho con nữa. Kêu mấy cô lời đồng đạo là ngày mai đọc cho con nữa nha mẹ. Dạ con cảm ơn mấy chú mấy cô nhiều lắm ạ. Vậy quay câu hỏi mà xin phép rồi. Thì ngày mai mấy giờ mình tới nữa hay chú? Ngày mai mấy giờ mình tới đây nữa? 7 giờ rưỡi hả? 7 giờ rưỡi 7 giờ rưỡi tới thì 8 giờ vô khóa, 8 giờ vô khóa lại. Dạ. Hai bữa nữa là cho con đó. Dạ, còn 2 bữa nữa. Không có mệt kêu niệm Phật nữa. Dạ. Dạ. Quá yếu rồi. Gắng nha, gắng cố lên nha, niệm Phật nha. Con gắng dặn mẹ kêu mẹ niệm Phật hoài. Dạ, dạ, dạ. Độ cho con mẹ con mà. Cho mẹ con á. Kêu mẹ không gì cho mệt là con kêu niệm Phật. Cho mẹ cô gái niệm Phật được gì ở Tây Phương Cực Lạc, gì Đức Phật A Di Đà. Lấy số điện của chú là lấy hỏi mẹ lấy hỏi có nửa đêm nữa hơn gì cũng được, ví dụ lỡ có cái gì bắt ra cắt là phải kêu giờ nào 1 giờ 2 giờ khuya nửa đêm cũng phải kêu cho hay mới được là đồng đảo tới liền. Đừng cứ nghĩ là giờ nào mà thấy khuya đó không kêu, cứ việc kêu cứ đừng có kêu con nha. Kêu niệm Phật thôi chứ hả, không kêu nữa. Kêu niệm Phật thôi, chỉ bây giờ là buông bỏ hết đi, chỉ niệm Phật thôi chứ đâu còn gì nữa đâu. Đau là mau luôn lắm. Ông sao điện thoại không? Đâu có luôn mà giờ không. 036. Đi có 5 tiếng đó. Không mà. Tao bị nói. Lấy một cái là gì đó, như là học vi phạm, như là tao xả nói luôn được bao lâu, bao nhiêu lúc. Không bà sáu, đúng rồi, xong hỏi. Dạ, không bà. Không bà. Không bà. Chú tên gì ạ? Bà. Rồi có gì có chạy lên nhà là có bà Nghi. Bây giờ là có cái gì thì cứ điện cho chú, không cần phải mấy cô mấy chú uống nước chưa? Nè uống nước lạnh nè cô chú. Uống nước lạnh nha cô chú. Dạ kính thưa quý bà con thân mến, thì cô chú cũng đã xong cái phần mà cầu nguyện rồi. Bây giờ là truyền lại nè. Bây giờ cho cả nhà coi cái miệng của chị mẹ của My bây giờ nó như vậy nè cả nhà. Đợi đi vô trong rồi nè. Rồi con nằm ngửa cho ấy được rồi, mà đẩy vô nằm ngửa ra đi, đang đẩy xe cái ấy vô nè nè đó nè nằm nằm ngửa ra đây rồi tập cho nó nằm đi chạy đừng cho nó ngầu tập lại đó tại cái mặt nó liền cho nó ngầu. Không được, mệt 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 thì biết rồi nhưng mà ngửa đó. Thiên á đừng có lâu sẽ đi vô. Ừ, cái gì? Dạ. Chị cho ăn tương luôn á chị. Chị cho tương cho mẹ thôi để. Con cũng mi hả? Dạ con mi. Bắt cái máy đó chừng nào hết là bắt lại số 9 nha, mời tao đem máy điện bật không? Tại vì máy có nó giảm là hết bắt lại số 9 không? Máy lại đâu rồi? Bắt điện thật.
Chị nói gì? Bắt hoạt gió, bắt hoạt gió. Bây giờ con đừng có sợ mệt mỏi, vậy cho tiền ơi, con cứ nhầm hợp thôi. Nghe mẹ. Nếu mà hết thốt đầu mạng thì bằng trước tiền còn lại. Còn thốt đầu mạng thì bật độ cho hết bệnh, chứ đừng có giấy hết bệnh nha. Giấy hết bệnh mà chết thì thật không có được, không có nước. Nên nhớ vậy đó. Cầu xin Đức Phật A Di Đà rước về, rước con về cực lạc. Phát nguyện bao nhiêu đi. Kêu lấy áo dài. Cái gì đó mẹ. Bán cái áo lên cho mẹ. Cái máy niệm Phật cho con bắt trực tiếp, đừng mặc máy khác nha. Đặng cho nó rồi mà hướng theo cái máy đó. Mẹ ơi, con lấy cái khăn coi sang mẹ lau mình ngoại. Nào nó có nhảy lên cái khác thì con cũng bắt. Cái khăn bà ngoại á. Khăn bà ngoại đó. Nhung ra lấy hả Nhung? Thì nó niệm Phật. Ngày mai tao đem máy niệm Phật không? Để tao quên. Nhớ vậy đó, con bắt hoài số mẹ con mà thí dụ mẹ có gì đừng mời mẹ ơi là này kia không không có nắm lời nha. Ví dụ có gì con cứ niệm Phật, mẹ ơi niệm Phật, nói dầu có tắt thở con cũng mẹ ơi niệm Phật. Tại vì cái linh hồn nó chưa có xuất ra mà con nhúc nhích đụng là đau dữ lắm. Cho nên là không được, nó luyến ái là nó không chờ không đầu thai được, nó ở lại là nó bị đọa ngạ quỷ liền. Được không? Cho nên con niệm Đức Phật A Di Đà ngày thệ nguyện, nếu chúng sanh nào đến lúc lâm chung mà niệm danh hiệu của ta từ 1 đến 10 ta không biết về nơi cực lạc thì ta không ngồi nơi chánh giác. Yêu cầu bữa nay nó phát miệng một lát nó chết là nó được giảng sanh. Tại vì Phật trước rồi, và các người không tin thì kệ họ. Tại vì Đức Phật A Di Đà là ngài là giáo chủ của cõi cực lạc, còn Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, ngài không có thệ nguyện. Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới thệ nguyện, các vị Phật khác không dự nguyện. Cho nên là con gắng cố gắng lên, chỉ là kêu niệm Phật thôi. Ví dụ nhất nhối mẹ ơi niệm Phật đi, niệm cũng nhất cũng niệm mà không nhất cũng niệm thôi, niệm hoài nhất tâm bất loạn. Thì gắng niệm đi nghe bà, để rồi đặng tối tây phương mình về mình có ấy mình cũng khỏe. Con niệm ra tiếng không được thì con cứ niệm cứ nhỏ tâm. Đi cứ niệm đi, Phật cứu mình. Rồi cái máy đó con cứ bắt lên mà nghe hoài. Đừng có càng mệt càng niệm, đừng bây giờ mệt là niệm Phật cứ tiếp. Còn ví dụ có gì con kêu đồng đạo khác thì lợi là nó chỏi là mẹ con không được gắng chịu nha. Tại ra lợi là cầu xin một lần ba lượt thôi. Ta đâu có nguyện gì cực lạc. Kêu ổng thôi, đừng kêu đồng đạo khác. Ta lợi ta đâu có công đức đâu, ta phát nguyện. Tại vì mình không có mình giảng sanh. Là giảng sanh mất biết bao nhiêu người rồi. Mà khi lợi khác cái niệm kiểu khác là đâu có nó chỏi bạn chỏi. Mới số 11 hôm qua kia thì giảng sanh người đó nè. Mới số 11 giảng sanh người kia nữa. Là coi như là từ quay con thôi, không ấy cho con quay lại. Bà sư cô gì ở đâu cũng không cũng giảng sanh luôn đó. Bà sư cô trong chùa mà mời lên là giảng giảng sanh luôn đó. Giảng niệm Phật, giảng niệm Phật hòa vậy đó mà. Xin nhớ hồi hướng cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc, cưng nhắc quán như cơn bão. Bây giờ mệt là tâm thần nó mê muội đó, không còn nhớ nữa, mình ngồi ngoài mình nhắc hoài mới được. Càng mệt càng vui. Chứ cưng không nhắc là quên, tại vì không còn minh mẫn như ngày nào nữa. Biết không? Mẹ ơi, mẹ giáng niệm Phật, mẹ ơi, giáng niệm Phật chứ vậy hoài đi. Cầu xin Đức Phật A Di Đà hồi hướng cho con về cực lạc vậy đó, con cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc. Bà có rước về được. Rồi, bà sư cô dẫn niệm Phật cũng giảng sanh là dở lên mềm mại nè. Giảng niệm cô ở đó mình giảng sanh gọi đó ha, là tay chân mềm mại ha, mà mặt mày đẹp cực kỳ luôn. Bình thường mà ví dụ như nổi đầu mồi hay gì đen thùi lùi phải không, mà nếu được giảng sanh gọi ha là tay chân cưng dở lên đi gan, người sống mình gì nào mà mặt đẹp cực kỳ luôn hơn ngày sống nữa. Giảng sanh rồi là mềm đẹp thường như ý luôn đó, đẹp cái bằng đẹp chưa từng tưởng tượng. Dò gắn tay chân gì lạnh dần niệm đúng 8 tiếng phải không, đừng ai đụng địa gì tới. Lúc ấy là đừng ai đụng gì tới chân, để đồng đạo người ta làm gì làm, đừng ai đụng tới mẹ, đừng có thương, đừng khóc, niệm Phật chứ đừng khóc nha. Nhớ dứt khoát là không khóc nha. Lộn cỡ nào cũng niệm tới tối với chiều có gì cho hay sớm nha. Ha, niệm Phật là cứ gắng niệm Phật chứ không bao giờ khóc nha, không cho đứa nào khóc hết nha. Bà Nghi đẳng nữa. Bà Nghi là ba xin biết số tờ tàu. Không, bây giờ con lưu số ổng lên, ông ra lại đi. Con lấy rồi, con lấy số. Ừ, là hô cái gì là con cứ điện 1, 2 giờ phía, giờ nào con điện là đằng này lại hết. 1 giờ, 2 giờ gì phía gì cỡ nào cũng lại hết. Tại vì hỗ trợ cho được giảng sanh mà. Hỗ trợ cho tới giảng sanh. Gắn nhé, gắn nhé. Còn cơm nước gì đây là khỏi lo đi. Đằng này ta tự xử luôn cho ta lo, ta tự xử, ta đãi luôn cho cưng khỏi lo cơm nước gì hết trơn á. Đằng này là ba chị đứng ra đãi hết luôn. Chỉ có cưng đãi nước người ta vậy thôi à, nước lọc vậy thôi, là đằng này cơm nước gì người ta lo hết.
cứ giờ đêm khuya giờ nào cũng bất cứ đừng ngại, cứ điện đi. Vừa gió kiểu người ta làm phước là tao không có ngại gì trơn á. Tại kiếp này là nếu kiếp hạ ngôn người cưng ơi. Mình nói thí dụ, cái này là bất đắc dĩ thôi. Ví dụ có gì đó, thí dụ con ngã nhẹ xuống đó thôi. Ngã nhẹ thôi. Ngã nhẹ thôi chứ đừng đụng địa gì tới bả nha. Đúng rồi là mình có làm gì hết. Đụng gì tới bả chân mà đau lắm. Đằng này tiện gọi tự nó ngay ra. Chứ đừng có sợ nó cứng á, không có đâu. Dạ. Nếu mà nó có phát nguyện rồi thương mẹ gì thương cũng không động luôn, là con nhớ ngã xuống thôi chứ đừng ngã nhẹ xuống chứ không thay đồ nha. Thí dụ lỡ vậy đó con lấy cái bờ hay gì con đắp vô thôi, đắp ngang cái chừng nào đằng này giao lại cho con rồi con chừng nào mà dám xanh rồi đằng này giao lại, dám xanh rồi ta giao lại cho con lau nước nóng rồi thay đồ cho mẹ, con ngã xuống thôi, lỡ mẹ ngã hơi xuống mệt quá ngã xuống thôi, lúc có nằm xuống mệt quá thí dụ nó lâm chung dạ, dạ. Còn ngã xuống thôi dạ. Ngã xuống thôi còn hai giò, thí dụ con muốn để lên để không để con để nằm gì cũng được, cái giảm xanh giò là cứ bằng miệng mại để đi, khỏi khỏi để lên vậy chứ đừng cứ để người ta nằm lên gì này ta coi nó hết gì hết cái giò cũng vậy nó quẹo ngang luôn gì mà tới chừng giảm xanh giò đi hết là ấy gan hay chân gì tay chân mẹ kiểu nào cũng được hết, tay chân đẹp cực kỳ mềm mại luôn, tại vì ở bên pháp môn tịnh độ này nó rất là linh luôn, chị không có tin luôn á, mà chị tự dưới Kiên Giang mà chị mặn đó mà chị giọt về chị đi cầu nguyện đó, chứ không phải là chị ở đây đâu, chị mặn thuốc chứ chị giọt về đi cầu nguyện đó, chứ không phải là mà chị nhà chị ở đây thiệt nhưng mà chị mặn dưới Kiên Giang Kiên Lương dưới chị giọt về đó. Mới đi cầu nguyện ở bên Đồng Tháp bển á, bên cả tàu mà chị mới về cái đầu nghe ấy rồi chị giọt đây luôn nè. Chứ không phải ở đây, chị không có ở đây hoài. Hô bệnh hô ấy là chị ở ngoài đầu kinh có đường xe là chị giọt về. Tại vì linh hiểm lắm, tại vì chị rất là tin bên đây, tại vì cưng bình thường ha, cưng cứ niệm mình đi ngủ mà hoặc cái gì cứ đừng sợ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, con cầu xin Đức Phật A Di Đà nếu công việc thật lạc ha, cưng đi đứng nằm ngồi cưng cứ niệm vậy phải không? Lại ví dụ như mình tới số thọ mạng thì Phật rước mình mà chưa tới số đó ha. Là mình cũng hết cái nghiệp mình luôn, cái nghiệp mình lỡ mình có gì đó là cũng hết nghiệp luôn, dứt nghiệp luôn, khỏe luôn vậy đó, là kiểu như là sạch cái nghiệp mình luôn, kiểu như là Phật độ. Chứ đừng có sợ có người nói ừ sao mà còn sống mà sao niệm vậy, tại vì á cưng nghĩ đi, cưng đi trên chiếc xe mà cưng không nói nhà cưng với Phật dí đó, cưng đi trên chiếc xe đó từ thành phố về Cần Đăng hay gì đi mà cưng nói, cưng không nói cưng đi đảo chân, cứ xe chạy hoài cưng biết nhà cưng đâu ghét phải không, mình phải hồi hướng cầu xin Đức Phật A Di Đà, cái máy niệm Phật đâu rồi nhỉ, cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc, là tới đó là tới nhà mình Đức Phật mới dừng lại là cho mình xuống, là ý nghĩa là Phật dí vậy đó, là cưng phải hồi hướng vậy đó là Phật mới rước, chứ cưng không hồi hướng thì chạy hoài biết nhà cưng đâu ghét, điện ngay cái chú Hiếu này Phật này là Phật dạy gì đó với chị đó, thành thử là nói chung là chị rất tin đó, nhiều khi chị nói nửa đi nửa hôm chị đi tới phiên 1-2 giờ phiên mà chị không sợ gì chứ. Chị nói cái lỡ thì chị có chết nhiều đi, có gì mà sao hay với nhau là sát bên à, không sợ sát bên này à, là mình chạy lại liền rất là linh luôn, 10 người có thể mà theo ví dụ gia đình mà hướng theo quy gan mình niệm sao gia đình niệm chỉ là 10 người có thể giảng sanh hết 10 luôn, mà giảng sanh rồi là cưng nhìn cái mặt cưng rất cực kỳ đẹp, cưng nếu cưng ngon không tin cưng theo dõi đi, ví dụ như mà lần này mà niệm mà giảng sanh rồi hay là con thấy cái mặt đẹp, ví dụ bình thường cái mặt không biết bằng sao giờ xấu đen cỡ nào đi chăng mà đầu mồi ha, rồi cưng tới chừng mà giảng xanh rồi ha, là hồng hào lại đẹp cái da này mặt tươi cười với nó tại nước Phật chạm vào là mày mày đẹp lắm, chứ không mặt mày tươi tắn lắm, chỉ có giò cảnh nó lạnh nhưng mà mình tay chân mình chẳng dở lên đi gan như là còn sống vậy nè, chứ không có cứng đâu nha, tại nước Phật chạm vào là không có cứng. Dạ vậy là ngày mai mấy giờ mình lại không biết ông họ hỏi ông ba chị kìa, mà chị tu đây nè thì cũng như là không ông ba mình với tao đi hoài biết cũng như 7 giờ rủ đó mình lại cũng như mình đãi cho đồng đạo ăn uống này kia chiếu giác sáng đó, giác sáng giác sáng rồi là bắt đầu 8 giờ là vô khóa, 8 giờ là vô khóa, giờ lúc 7 giờ rủ thì đồng đạo lại đây tụ họp lại vậy đó, rồi 8 giờ là bắt đầu vô khóa luôn. Ngày mai chị với mẹ vậy là chắc gì tới 4 giờ là vô online là tới phiên 4 giờ gửi 4 giờ gửi này là bên đoàn online chị vô chị cúng cũng như của quyền của mình thường ngày đó, rồi 5 giờ gửi là bắt đầu chị vô mà chia sẻ về đồng đạo chút xíu là rồi bữa đó chùa gì nào không biết cái chùa gì nhận tiền hàng ngày đưa tiền
thằng Hải nó cũng được giảm xăng luôn, qua nó lợi đó các bạn. Nó chịu phước lộc gì hay là cái gì nó quên, tự nhiên quên rồi mày gặp cái chuyện lớn trước đó mà không có biết là niệm Phật cách sao mới chịu được giảm xăng. Mà cô Nico đó là cổ chùa đó rất lớn luôn, mà cổ nó cũng muốn là bên pháp môn tịnh độ của mình đi lợi hộ niệm cái đằng này đằng đạo, mình sợ dữ lắm đấy Nico ơi. Dạ thưa Nico, cũng như là bên trong chùa Nico là cũng nhiều Nico nhiều cái phản niệm Phật ra sao đằng này con không có hiểu được bên cái pha bên của chùa của cô vậy đó. Sư cô kêu là con đến đây là con ngại dữ lắm, rồi cái sư cô nó có đâu, sư cô nói nếu mà đồng đạo của con lại đây là sư cô rất là mừng, sư cô mừng dữ lắm, mấy con đừng ngại. Rồi bắt đầu ấy cho bà tự nhiên cái bà chết rồi là bà giảm xăng luôn. Rồi có cái mấy người chùa làm đúc làm đủ giặt luôn nghe, mà mình cũng sợ đi, sợ tụi nghiệp mấy cô cái ổng lại sợ mấy ổng coi bỏ chuông bỏ mỏ được kia mấy ổng đủ của mình đó. Rồi cái là sư cô không thành được, mà cũng thời gian cũng đỡ, cũng thật độ thầy độ là cho sư cô cũng được hoàn toàn là được giảm xăng luôn. Trời ơi quá mừng luôn. Cô thấy cái tình hình của chị sao cô? Cô cũng đâu có biết là cũng như người ta mới cho hay hồi trưa là bắt đầu mình kêu đồng đạo lại tới thôi. Là cũng như cô lái lâu mà Bình Dương cô bằng hôm nay cô mới về ngày kia. Ngày hôm qua ở đây rồi bắt đầu cái mới cho hay cái thôi nào thì mấy cái gà thấy cho hay sớm sớm là được. Tại vì mới cho hay đây à, mới cho hay hồi trưa tới giờ đó. Rồi cái cô mới cũng như cô là trong thấy đoàn trưởng trong thấy đoàn đó, rồi cái cô mới kêu đồng đạo lại mà chưa có lỡ hết nữa, cũng như lại gần gần để có mấy người thôi. Là ngày mai mới lại đông. Ngày mai ngày mơ lại đông, ngày mơ ngày mốt luôn hai ngày. Qua vậy là đó lo đầu là gạt. Kính thưa quý bà con thân mến, thì hiện tại là Hiếu cập nhật cái tình hình cho cô chú anh chị mình biết được vậy đó. Là hiện tại tình hình là chị cũng đang rất là yếu rồi, nhưng mà cũng mong nếu như mà sống thì mau khỏe lại, còn nếu mất thì đi nhẹ nhàng. Dạ. Ở đây luôn ạ. Đi mắt vào đi nhẹ nhàng. Chị ngoài đó dễn gì vậy? Con nhớ Phật khẩu rồi. Nó ở Long An rồi, chuyển tiền qua quá ngu rồi. Chuyển tiền qua cho ta hết mấy triệu rồi. Con có giữ sao? Tại sao của con á, lấy vừa đồng bằng đi hỏi được. Tức là con nói gì nè, là cái ngày hôm trước á là con mới nói con, trước khi con quay con nói là cái tình hình là ông mẹ vậy đó, có vấn đề gì thì tại vì con cho số điện thoại lên mạng thì chắc chắn là người ta sẽ gọi và người ta dụ. Đôi khi mình nói người này người khác mình đâu có biết đường đâu mà quờ. Cái con nói là bây giờ tự nhiên ngày hôm sau con qua đây, con nói là cái anh đó ảnh nói là bây giờ em chuyển tiền cho anh để mà anh cầu nguyện cho mẹ em cho nó mau hết bệnh, chứ để tình hình về tội nghiệp đánh vô tâm lý á. Rồi con bé này nó cũng lo lắng cho mẹ nó, rồi chuyển cho người ta hết là 2.7 triệu. Rồi xong cái chuyển tiền xong rồi cái người ta khóa đi, xóa kết bạn khóa máy luôn. Thì coi như của đi hai người chứ sao giờ. Tại vì là nói là con đã báo cáo cho con hay rồi, nói cho con hay rồi, lấy cái niềm tin của con rồi. Thì nói là nó báo cho con hay rồi đó. Bởi vì khổ. Đã ta tới cái đường này rồi mà còn dụ dỗ mà. Để cái đường đó rồi mà còn dụ dỗ đó thằng này dạ. Nó thằng ăn không nổi rồi. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi ha. Bây giờ Hiếu tắt máy chút xíu, mưa gió ở nhà chút xíu nữa là Hiếu sẽ quay lại. 50 phút nữa Hiếu quay lại để Hiếu cập nhật tình hình cho cả nhà mình xem.